Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đại trong cái loạt video hướng dẫn học phần mềm Photoshop căn bản cho người mới bắt đầu. Trong bài học ngày hôm nay, mình tiếp tục giới thiệu với các bạn cái loạt công cụ tiếp theo là History Brush Tool, History Brush Tool, phim tắt là chữ Y dài nha các bạn. Trong cái bài hôm trước, mình đã hướng dẫn các bạn hai cái loạt công cụ là Clone Stamp Tool và Pattern Stamp Tool. Thì trong cái bài học ngày hôm nay, nó vẫn có liên quan đến cái công cụ là Pattern Stamp Tool nha các bạn. Đấy, thì để minh họa cho cái công cụ History Brush Tool thì mình sẽ sử dụng công cụ Pattern Stamp Tool. Trong cái bài học ngày hôm trước, các bạn còn nhớ là tôi sử dụng cái công cụ này với một cái pattern để vẽ lên trên cái bánh chocolate, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ làm lại, các bạn nhìn thấy gì chưa? Các bạn chọn cái cọ, đúng không ạ? Cái độ sắc nét của cọ, đúng không? Giống như cái chế độ hòa trộn này, opacity này, flow này, vân đấy. Quan trọng là các bạn chọn các loại cọ là pattern, đúng không? Cái mẫu pattern, tôi chọn cái mẫu pattern này. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy, thì tô màu cho nó, nhìn cái pattern nó bị nó có một cái chế độ hòa trộn, đúng không ạ? Mà screen các bạn nhìn thấy không, tôi vừa vẽ thì nó vừa hòa trộn, đúng không ạ? Đấy, thì đây thế là tôi vừa vẽ xong, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó, tôi vừa vẽ xong. Và bây giờ ví dụ như tôi không thích cái file này nữa, đúng không? Và tôi muốn lấy lại cái hình ban đầu. Đấy, bây giờ tôi muốn lấy lại cái hình ban đầu mà tôi không còn cái history nữa, tôi không cần chọn Z lại quay lại nữa đâu, đúng không? Thì tôi phải làm sao để lấy lại cái file gốc mà trước khi tôi vẽ cái button stamp tool. Đấy, thì các bạn có thể dùng công cụ History Brush Tool. History là gì ạ? Là công cụ mà quay lại cái lịch sử mà brush các bạn đã vẽ. Đây, các bạn nhìn đây, tôi xóa thì nó sẽ trở lại cái file ban đầu, đúng không? Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó, hay chưa, đúng không? Đó, trở lại cái file ban đầu nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Tôi sẽ cho các bạn xem cái lịch sử. Đấy, ví dụ ở đây tôi chọn cái clone stamp tool. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Tôi vẽ cái button, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy cái button chưa? Đấy, cái button stamp tool, trên đây là cái button stamp tool, đúng không ạ? Và bây giờ tôi muốn quay trở lại thì tôi lại xóa cái này thôi. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Dễ chưa, đúng không? Đấy, các bạn cứ xóa vô tư mà nó không bị lem, không bị ra cái gì hết, mà nó chỉ là xóa đi cái công cụ mà các bạn đã vẽ, lấy lại cái file gốc thôi, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn vừa thấy cái công dụng của cái công cụ mà History Brush Tool chưa, đúng không? Bây giờ tôi lại làm lại cho các bạn thấy rõ. Ví dụ tôi chọn cái công cụ khác. Đấy, nhìn cái gì chưa? Đó, cái bánh này có cái lá trên. Đó, tôi lưu ý với các bạn là các bạn muốn làm việc chính xác thì các bạn phải phóng lớn cái đối tượng lên để các bạn làm việc. Đây, tôi làm nhanh để các bạn hiểu được cái vấn đề của cái đối tượng thôi, đúng không ạ? Bạn nhìn thấy gì chưa? Bây giờ tôi muốn lấy lại cái bánh sô cô la ban đầu thì tôi lại dùng cái History Brush Tool và các bạn vô từ xóa, đúng không ạ? Vô từ xóa lấy lại cái ban đầu. À, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó, các bạn chỉ xóa và lấy lại cái hình ban đầu một cách dễ dàng. Đó. Tiếp theo là tôi sẽ sử dụng cái công cụ Add History Brush Tool. Đấy, thì để sử dụng cái công cụ này thì tôi sẽ sử dụng một cái file này để minh họa cho các bạn thấy, đúng không? Đây, thì đây là cái công cụ này nha các bạn. Đầu tiên các bạn chọn cái công cụ này ở đây, thì tôi mở một cái layer mới
làm việc thì nó như đấy nha các bạn. Đấy. Đây, tôi có một cái công cụ này, đúng không? À, cho một cái size nhỏ thôi, đúng không ạ? À, tôi chọn cái chế độ mod normal mặc định, đúng không? À, opacity 100. Các bạn nhìn nhé. À, tôi chọn cái style là style short, size short, đúng không ạ? Tôi sẽ vẽ lên như này. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Sẽ nét ít thôi. Bạn nhìn được. Tôi sẽ vẽ cái lên cái mặt cô gái này. Đó, các bạn nhìn thấy gì chưa? Vẽ lần lượt. À, các bạn thấy nhìn gì chưa? Thì nó sẽ tạo một cái brush đè lên trên cái đối tượng gốc, à, đấy, mang tính nghệ thuật, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy gì chưa? Bây giờ nó giống như một cái hình mà các bạn vẽ sơn dầu và vẽ tay. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Nó khá là hay, đúng không? Đó. Đúng không ạ? Các bạn phải tùy chỉnh cái brush cái làm sao cho cái hình nó đẹp, đúng không? Đó, các bạn nhìn thấy gì chưa? Và bây giờ tôi cho nó một cái chế độ hòa trộn đối với cái hình phía dưới thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Có rất nhiều cái chế độ hòa trộn nha các bạn, để tạo cái hình cho nó có một cái góc nhìn khác mang tính nghệ thuật hơn, đúng không? Đây, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó, ví dụ như này. Đó, các bạn thấy gì chưa? Nó khá là hay, đúng không? Đấy, ví dụ tôi chọn light, lighter color, đúng không? À, bây giờ tôi lại mở một cái file mới, đúng không? Rồi, tôi lại tạo một cái dạng khác cho bạn thấy. Chưa phải đáp, đúng không? Đó. Chọn khác nét cao một tí, đúng không? Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó. Các bạn chọn cái cỏ càng nhỏ thì cái ô nó càng nhỏ thì cái hình nó sẽ càng chi tiết hơn, đúng không? Đấy. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó. Khá là hay, đúng không? Đó. Ờ, cái này tùy vào cái khả năng, cái cách làm việc của các bạn sẽ tạo nên những cái hình nghệ thuật khác nhau, đúng không? Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó. Đó. Bây giờ nó sẽ tạo một cái hình. Bây giờ tôi cho nó một cái chế độ hòa trộn để nó blend với cái hình gốc, tạo cái góc nhìn khác hơn. Đó, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó. Còn không, các bạn không cần nữa thì các bạn để như thế. Đó. 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 Ví dụ như thế. Đó. Đó. Cái bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn đã theo dõi cái bài học video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các loạt video tiếp theo. Xin chào các bạn và chúc các bạn thành công.